danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào các em, như vậy là cô và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu về sắt và hợp chất của sắt cũng như là chrome và hợp chất của chrome. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục vào một kim loại mới, đó chính là kim loại đồng. Trong bài số 35 thì các cái vấn đề lý thuyết được xoay quanh đồng cũng như là hợp chất của đồng. Cụ thể chúng ta sẽ vào phần đầu tiên tìm hiểu về đồng trước. Với đồng chúng ta sẽ vào phần 15 mã là vị trí trong bảng tuần hoàn và cấu hình electron nguyên tử. Như vậy là xuất phát từ cái việc là trong nguyên tử đồng có 29 proton, chúng ta sẽ có là nó cũng sẽ có cái giá trị số electron tương ứng cũng sẽ là 29. Và từ đó chúng ta sẽ viết được cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 và 4s1. Đây là một trong những cấu hình E có đặc biệt, cũng tương tự như là cấu hình E của chrome. Thì khi mà chúng ta phân bố các electron vào các cái phân lớp ấy, theo thứ tự mức năng lượng tăng dần thì rõ ràng là sẽ phải điền vào 4s2, sau đó mới là 3d9, đúng không? Tuy nhiên thì 3d9 đạt đến cấu hình E gần bão hòa, được chưa? 3d9 là cấu hình E gần bão hòa. Vì vậy nó sẽ tự động lấy một E của thằng S này nhảy sang 3d9 để thành là 3d10 và 4s1. Ngoài ra với một cách thu gọn, chúng ta sẽ có cấu hình E lớp ngoài cùng, đây sẽ là 3d10 và 4s1. Vậy từ cấu hình E này, chúng ta sẽ khai thác được vị trí của đồng ở trong bảng tuần hoàn. Nó sẽ là ở chu kỳ số 4, vì là trong cấu hình E này có 4 lớp E. Đây là lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba và lớp thứ tư. Như vậy là đồng ở ô số 29 và thuộc chu kỳ số 4. Khai thác tiếp về nhóm của đồng, chúng ta sẽ thấy được cái electron cuối cùng đang được điền vào phân lớp D. Như vậy là đồng ta sẽ là nguyên tố nhóm B. Là nguyên tố nhóm B, vậy thì để xác định nhóm của cái kim loại này thì chúng ta sẽ phải dựa vào số E hóa trị. Và đây số E hóa trị sẽ được tính bằng số E ở phân lớp 3D cộng với E ở phân lớp 4S. Vậy đây sẽ có là 10 cộng 1 là 11E. Trong những cái trường hợp mà số E hóa trị lớn hơn 10 thì để xác định cái số thứ tự của nhóm B, chúng ta sẽ lấy số E hóa trị trừ đi 10. Như vậy đây 11 trừ đi 10 ra được là 1. Vậy là đồng chúng ta sẽ thuộc nhóm 1B. Và cứ là cái nguyên tố nhóm B thì nó thuộc kim loại chuyển tiếp. Từ đó cô sẽ rút ra được cái đặc điểm về vị trí của đồng trong bảng tuần hoàn như sau. Đồng là kim loại chuyển tiếp thuộc nhóm 1B, chu kỳ 4 và ô số 29, và ký hiệu là Cu. Trong một cái đồng thì nó trong một cái nguyên tử đồng ấy thì chúng ta thấy có khá là nhiều đồng vị, tuy nhiên thì cái đồng vị bền đây sẽ là đồng 2964. Và trong các hợp chất đồng thì số oxy hóa phổ biến ở đây sẽ là dương 1 và đồng dương 2. Đồng dương 1 đạt được khi mà nó mất đi một electron ở phân lớp ngoài cùng, đó là phân lớp 4s, và khi đó thì cấu hình electron của ion đồng 1 cộng sẽ là dừng lại ở 3d10. Còn đồng 2 cộng nó sẽ được hình thành bởi việc là nhường một E ở phân lớp 4s rồi sau lại nhường tiếp một E ở phân lớp 3d. Như vậy sẽ còn lại là 3d9. Đó là các cái đặc điểm liên quan tới đồng cũng như là các cái ion nguyên tử, ion của kim loại đồng và cấu hình electron cũng như là vị trí của đồng ở trong bảng tuần hoàn. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo đi tìm hiểu về tính chất vật lý của đồng. Tính chất vật lý nổi bật của đồng ở đây chính là người ta muốn khai thác về cái khả năng dẫn điện của đồng, vì đồng nó có ứng dụng khá là nhiều trong cái quá trình làm giấy dẫn điện. Vậy thì ngoài cái tính chất dẫn điện ra thì đồng nó còn có các tính chất vật lý như thế nào? Cô sẽ có ở đây như sau. Đồng nó là kim loại có màu đỏ, nó dẻo và dễ kéo sợi cũng như là dễ trắng mỏng. Yếu tố thứ hai là dẫn điện và dẫn nhiệt rất cao. Về cái tính dẫn điện và dẫn nhiệt thì nó chỉ kém hơn cái thằng bạc mà thôi. Để chọn nó chỉ kém hơn so với bạc thôi. Và khi mà xét về mặt chi phí thì thường là sử dụng đồng, ưu tiên được sử dụng đồng trong quá trình là dây dẫn điện hơn. Ngoài ra thì khối lượng riêng của đồng là 8,98 g/cm3, vì vậy đồng được xếp vào trong nhóm các kim loại nặng. Hoặc là nhiệt độ nóng chảy của nó là 1083 độ C, vậy là nhiệt độ nóng chảy cũng khá là cao. Đó là các cái tính chất vật lý liên quan tới đồng. Chuyển sang phần tiếp theo, đó chính là tính chất hóa học của đồng. Thì đồng là kim loại hoạt động kém và có tính khử yếu. Thì như chúng ta đã được học về cái dãy điện hóa của kim loại rồi, đúng không? Thì đồng chúng ta là kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động
Hay khác là trong cái dãy điện hóa của kim loại nền đồng sẽ nằm ở trong top sau cặp hai cộng trên H2. Chính vì vậy nó sẽ có tính khử yếu. Tuy nhiên thì cái cation đồng hai cộng thì lại có tính oxy hóa mạnh. Thì tính khử này nó sẽ thể hiện thông qua một số cái tính chất cụ thể. Và tính chất đầu tiên đó là khả năng tác dụng với lại phi kim. Khi tác dụng với phi kim thì khi cụ thể là nó sẽ phản ứng với lại oxy, với lưu huỳnh hoặc là với các halogen. Khi phản ứng với oxy, đó là khi chúng ta đốt nóng ở trong không khí thì đồng sẽ tác dụng với oxy để tạo ra đồng hai oxit. Hoặc là đồng có thể tác dụng với lại các halogen như là clor, brom, hoặc là tác dụng với lưu huỳnh. Phản ứng với các nguyên tố halogen hoặc là lưu huỳnh thì nó có thể diễn ra ở ngay nhiệt độ thường hoặc là khi đun nóng. Có nghĩa là ở điều kiện thường nó đã diễn ra phản ứng rồi, nhưng mà nếu chúng ta can thiệp nhiệt độ vào thì phản ứng sẽ diễn ra nhanh hơn. Ví dụ như là đồng tác dụng với clor sẽ tạo ra đồng hai clorua, hoặc là đồng tác dụng với lưu huỳnh tạo ra đồng hai sulfua. Đó là các cái tính chất mà thể hiện cái tính chất là tác dụng với phi kim của đồng. Ngoài ra thì đồng còn tác dụng với lại axit. Ở phần tác dụng với axit này, các em cũng lưu ý cho cô, đó là đồng thì nó chỉ là tác dụng với lại các dung dịch axit có tính oxy hóa mạnh thôi. Còn trong các cái dung dịch axit loãng thì đồng không phản ứng. Cụ thể với axit cloric hoặc là axit sulfuric loãng thì đồng không phản ứng này. Đó là cái kết luận đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý. Sau đó thì nếu như khi mà chúng ta nhúng cái dây đồng vào trong dung dịch axit cloric hoặc là axit sulfuric mà có mất oxy, nghe sụp tiếp oxy vào, thì khi đó đồng sẽ tác dụng HCl vào mặt oxy để tạo ra đồng hai clorua và nước. Hoàn toàn tương tự đối với lại việc có mặt oxy. Có nghĩa là ở đây nó sẽ có thêm một cái tác nhân để mà tham gia phản ứng oxy hóa khử, đúng không? Còn nếu như chỉ cho kim loại đồng vào trong dung dịch HCl hoặc là H2 muối loãng thì không hề có phản ứng học xảy ra. Còn đối với lại acid nitric hoặc là acid sulfuric đặt nóng thì khi đó nó sẽ có đồng nó sẽ tan ra và tạo ra sản phẩm khử, ở đây chính là SO2, hoặc là đôi khi chúng ta còn thấy là sản phẩm khử ngoài SO2 ra thì còn có thể gặp là hydrosulfur H2S hoặc là lưu huỳnh ở trạng thái đơn chất. Còn khi đồng tác dụng với axit nitric thì nó tác dụng với cả axit loãng và axit đặc nóng cũng như là axit đặc nguội. Ở đây đồng khác đối với lại nhôm và chrome cũng như là khác với sắt. Thì đồng nó có thể tác dụng với lại các dung dịch H2O4 đặc nguội hoặc là HNO3 đặc nguội, có nghĩa là nó không bị thụ động hóa trong hai dung dịch đó. Và sản phẩm khử trong trường hợp này cô đang cho là NO. Vậy khi đó chúng ta sẽ thu được hai cái phương trình phản ứng. Và ở đây cô cũng lưu ý luôn, đó là cái dung dịch tạo thành ấy, nó chứa đồng dương 2 thì là dung dịch có màu xanh. Đó là cái đặc trưng của các cái phản ứng mà đồng tác dụng với lại các cái dung dịch axit có tính oxy hóa mạnh. Chuyển sang một cái tính chất thứ ba, đó là khả năng tác dụng với dung dịch muối. Thì đối với dung dịch muối thì đồng nó có thể đẩy được các cái kim loại yếu hơn ra khỏi muối, và cái kim loại đó đang từ trạng thái số oxy hóa ở trong dung dịch, đúng không ạ? Số oxy hóa cao hơn dung dịch đệ được đẩy thành kim loại tự do. Cụ thể đồng khử được các ion của những kim loại đứng sau nó trong dãy điện hóa ở trong dung dịch muối tạo thành kim loại tự do. Một cái ví dụ điển hình ở đây đó chính là đồng đẩy bạc ra. Đồng có thể phản ứng với lại bạc nitrat để tạo ra đồng hai nitrat và đồng thời tạo thành kim loại bạc. Cái quy trình ion ở đây là đồng cộng với hai Ag cộng để tạo thành đồng hai cộng và giải phóng ra hai bạc như này. Hoặc là một cái trường hợp khác, chúng ta thấy có cái cặp oxy hóa khử, đó là đồng hai cộng trên đồng thì nó đứng trước cái cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Từ đó chúng ta rút ra được một cái phương trình nữa theo quy tắc alpha là đã được học ở phần ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại rồi, đúng không? Đó là đồng có thể phản ứng với lại sắt 3 cộng để tạo ra đồng 2 cộng và sắt 2 cộng. Khi đó cô có phương trình Cu cộng với Fe3 cộng để tạo ra Cu2 cộng và sắt 2 cộng. Và để cân bằng thì cô sẽ cho 2 vào sắt 3 cộng và 2 vào sắt 2 cộng. Thì trong cái phương trình phản ứng này rõ ràng là không hề có kim loại tự do tạo ra, nhưng nó vẫn diễn ra theo quy tắc là quy tắc alpha như chúng ta đã được học ở trong bài dãy điện hóa kim loại. Chuyển sang nội dung lớn thứ hai trong bài học nhóm này, đó chính là hợp chất của đồng.
Đối với hợp chất của đồng thì chúng ta sẽ khai thác về các cái hợp chất mà trong đó đồng thể hiện số xóa bằng dương 2. Hợp chất đầu tiên ở đây cô muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là đồng 2 oxit. Đồng 2 oxit thì nó sẽ có công thức hóa học tương ứng là CuO. Và về mặt tính chất vật lý thì đồng 2 oxit nó là chất rắn và có màu đen, Vậy thì với cái đặc điểm về cái công thức như này chúng ta sẽ có được đó là đồng 2 oxit sẽ là oxit bazơ. Vậy nó sẽ có các cái tính chất hóa học như thế nào? Ở đây với cái tính chất là oxit bazơ thì đồng 2 oxit nó có thể tác dụng với lại oxit axit hoặc là tác dụng với axit. Và phương trình điển hình ở đây đó là khi cô cho đồng 2 oxit vào trong dung dịch axit chloric chẳng hạn thì sản phẩm cô thu được sẽ là muối đồng 2 chloro và có nước. Vậy là chất rắn màu đen này đang bị tan ra tạo ra dung dịch có màu xanh. Ở bên cạnh đó thì cái thằng đồng 2 oxit nó là oxit của kim loại hoạt động yếu, vì vậy nó cũng dễ dàng bị khử bởi các cái tác nhân như là hydro, CO hoặc là carbon. Và điển hình ở đây đó là nếu như cô đưa một cái dòng khí hydro đi qua bột đồng 2 oxit được nung nóng thì khi đó hydro sẽ chiếm mất oxy để tạo ra đồng và nước. Vậy trong phản ứng này chúng ta sẽ thấy là chất rắn đang từ màu đen được chuyển thành chất rắn màu đỏ. Vì CuO là chất rắn màu đen, còn CuO là kim loại có màu sắc đó là màu đỏ. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng một cái tác nhân khác đó là dùng NH3. Thì NH3 chúng ta đã được học ở chương trình hóa học lớp 11 rồi đúng không? Nó có số oxy hóa là -3, vậy thì nó sẽ có tính khử mạnh. Nó có thể khử được các cái oxit như oxit của đồng để tạo ra kim loại đồng, nitơ và nước. Vậy trong cái phương trình phản ứng này các bạn sẽ cần phải cân bằng cho cô nhé. Ở đây cô sẽ có đó là gì ạ? Chúng ta sẽ có là 3 vào nước này. 3 vào nước thì khi đó sẽ có 3 vào CuO và 3 vào kim loại đồng. Chúng ta cũng có thể gặp những cái câu hỏi giống như mà người ta khai thác hai cái phương trình phản ứng này trong các câu hỏi lý thuyết hoặc là trong một số bài tập tính toán. Vậy thì trong các cái phương trình này thì đồng đang từ dương 2, và sau phản ứng nó sẽ về trạng thái oxy hóa là không ở trong đơn chất. Như vậy là CuO ở đây đang đóng vai trò là gì ạ? Nó đang thể hiện tính oxy hóa. Trong các phản ứng này thì CuO thể hiện tính oxy hóa. Đó là các cái vấn đề lý thuyết có liên quan tới đồng 2 oxit các em cần nắm được cho cô. Vậy thì nếu như chúng ta muốn điều chế ra đồng 2 oxit thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp như thế nào để có thể điều chế được đồng 2 oxit này? Vì là đôi khi ở trong những cái bài dạy hoàn thành chuỗi phản ứng ta sẽ gặp những cái chương trình điều chế đồng 2 oxit đúng không? Thì khi đó các em có thể dùng phản ứng nhiệt phân CuOH 2 lần đến khối lượng không đổi thì mình sẽ thu được là đồng 2 oxit. Hoặc là chúng ta cũng có thể cho đồng tác dụng với lại oxy thì cũng sẽ thu được đồng 2 oxit. Chuyển sang cái hợp chất thứ hai của hợp chất chứa đồng 2 đó chính là đồng 2 hydroxit. Thì công thức hóa học tương ứng của đồng 2 hydroxit là CuOH 2 lần. Về mặt tính chất vật lý chúng ta sẽ thấy như sau. Đồng 2 hydroxit là chất rắn màu xanh và nó không tan trong nước. Và CuOH 2 lần là một bazơ, vậy nó sẽ có tính chất của bazơ. Tính chất điển hình của bazơ đó là dễ dàng tan trong dung dịch axit. Ví dụ như khi cô cho CuO 2 lần vào trong dung dịch axit chloric chẳng hạn, thì phương trình phản ứng xảy ra để tạo thành đồng 2 chloro và đồng thời có nước được tạo thành. Thì ngoài axit chloric ra thì các bạn cũng có thể sử dụng các axit khác như là axit sulfuric này hoặc là axit nitric cũng được. Và một tính chất nữa của CuO 2 lần là đồng 2 oxit đó là nó dễ dàng bị nhiệt phân hủy. Và cái phản ứng này cô đã nói sơ qua ở trong phần đồng 2 oxit, đó là người ta dùng cái phản ứng này để điều chế ra đồng 2 oxit. Cái phương trình phản ứng diễn ra khi mà đồng 2 oxit bị nhiệt phân hủy đấy, đó là CuOH 2 lần sẽ được nhiệt phân để tạo thành CuO và đồng thời có nước. Vậy thì trong phản ứng này rõ ràng là về mặt màu sắc của các chất rắn chúng ta thấy là từ chất rắn màu xanh và sau phản ứng chúng ta sẽ thu được chất rắn màu đen, đó là cái dấu hiệu để nhận biết là cái phản ứng đã diễn ra hay chưa. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba, đi tìm hiểu về muối của đồng 2. Với muối của đồng 2 chúng ta sẽ có đó là các cái dung dịch muối đồng 2 thì nó sẽ có màu xanh. Màu xanh này do trong dung dịch nó chứa cái ion là đồng 2 cộng.
chủ yếu đồng hai cộng. Và trên thực tế chúng ta sẽ gặp một số muối đồng hai thường gặp, đó chính là đồng hai clorua, đồng hai sunfat và đồng hai nitrat. Và với các cái muối đồng hai, nó cũng sẽ có những cái ứng dụng nhất định, xuất phát từ cái việc màu sắc của nó ở trạng thái khan cũng như là ở trong dung dịch. Cụ thể, nếu như chúng ta có đồng hai sunfat thì ở trạng thái khan nó sẽ là chất rắn màu trắng, là chất rắn màu trắng. Nhưng mà cái chất này lại dễ dàng tan trong nước và dễ dàng hút ẩm. Người ta sử dụng COS4 khan là chất hút ẩm. Và khi hút ẩm thì nó sẽ diễn ra cái phương trình tạo thành muối đồng hai sunfat ngậm tan nước. Đó là COS4 này, nó hút nước ở trong các cái mẫu của bạn thì để tạo thành COS4 ngậm tan nước. Và người ta sẽ sử dụng cái đồng hai sunfat khan này trong việc ở trong cái vấn đề đó chính là phát hiện các cái vết nước ở trong các cái chất lỏng, hoặc là đối với lại hóa hữu cơ 11 ấy, thì khi để chứng minh được là trong hợp chất hữu cơ của chúng ta có chứa hydro thì người ta sẽ tiến hành cái quá trình đó là đốt cái chất hữu cơ đó. Sau đó ở trên miệng của ống nghiệm ấy, thì mình sẽ cho cái sử dụng cái bông có một lượng nhỏ đồng hai sunfat khan. Thì ban đầu cái bông của chúng ta nó chỉ là màu trắng thôi, nhưng nếu mà có nước tạo thành ấy, thì hơi nước nó sẽ được hút vào cái bông và làm cho đồng hai sunfat không còn ở trạng thái khan nữa, mà nó sẽ trở thành cái trạng thái đó là muối ngậm nước. Vì vậy là chất rắn của chúng ta ở trong bông ấy nó sẽ chuyển từ màu trắng sang màu xanh. Cái sự đổi màu như vậy thì giúp chúng ta phát hiện ra được là có nước tạo thành. Mà có nước tạo thành thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là trong chất hữu cơ đó phải chứa hydro. Đó chính là một trong những cái ứng dụng của khoảng muối đồng hai, cụ thể là đồng hai sunfat. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 nhỏ để tìm hiểu về các cái ứng dụng thường thấy của đồng cũng như là hợp chất của đồng. Ứng dụng đầu tiên nó xuất phát từ cái tính chất vật lý của đồng. Đó chính là đồng thì là kim loại có tính dẻo này, có thể rất mỏng này và có cái khả năng dẫn điện cũng như là dẫn nhiệt tốt. Vì vậy người ta sẽ ứng dụng đồng vào trong quá trình là dây dẫn điện và chế tạo hợp kim. Vậy thì các hợp kim của đồng thì được sử dụng để làm gì? Cụ thể chúng ta sẽ thấy một số cái trường hợp hợp kim của đồng phổ biến như là đồng thau là hợp kim của đồng với kẽm, hoặc là đồng bạch thì là hợp kim của đồng với niken. Thì các hợp kim của đồng thì thường được dùng để chế tạo các chi tiết máy hoặc là các thiết bị dùng trong cái công nghiệp đóng tàu. Đó là ứng dụng nổi bật của đồng. Còn đối với lại các hợp chất của đồng thì cái dung dịch đồng hai sunfat được để dùng để được dùng khá là phổ biến ở trong nông nghiệp để chữa các cái bệnh mốc xương cho cây cà chua hoặc là cây khoai tây. Ngoài ra chúng ta còn thấy là đồng hai sunfat khan thì còn dùng để phát hiện ra những cái dấu vết của nước ở trong các cái chất lỏng, thì cái này cô đã phân tích ở phần trước rồi đúng không? Hoặc là một cái ứng dụng nổi bật nữa đó chính là đồng carbonate bazơ, nó có công thức tương ứng là CuCO3 ngậm COOH2 lần, thì được dùng để pha sơn vô cơ và tạo ra màu xanh hoặc là màu lục. Đó là những cái ứng dụng phổ biến của đồng cũng như là hợp chất của đồng. Trong đó ứng dụng phổ biến nhất đó chính là dùng để làm dùng kim loại đồng làm dây dẫn điện. Và như vậy là cô và các em đã vừa đi qua các kiến thức trọng tâm của bài đồng và hợp chất của đồng. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần lý thuyết tiếp theo. Phần tiếp theo ở đây chính là phần bài tập củng cố để có thể khắc sâu hơn các kiến thức ở ngay trong tiết học. Vậy đi vào phần đầu tiên, đó chính là một số câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết trước. Câu hỏi số 1 của cô như sau. Hiện tượng xảy ra khi cho hydro qua bình CuO là. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy được đó là khi mà cho hydro đi qua bình được đồng hai oxit. Nếu mà chi tiết hơn thì người ta sẽ cho là đồng hai oxit nung nóng thì sẽ xảy ra cái quy trình phản ứng, đó là hydro sẽ tác dụng với CuO có nhiệt độ này để tạo ra đồng và nước. Thế vậy cái hiện tượng đây là chất rắn chúng ta đang từ màu đen sẽ được chuyển thành chất rắn màu đỏ và đồng thời có hơi nước được tạo thành. Vậy thì nhìn vào các đáp án cô sẽ có này. CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ. CuO chuyển từ màu đỏ sang màu đen thì ngược lại rồi đúng không?
Có khí thật ra là đứng nước bên trong, không đúng là đứng nước bên trong thì nó phải là khí CO2 hoặc là khí SO2 hoặc khí SO3, nhưng ở đây không hề có các khí đó tạo thành. Hoặc là không có hiện tượng gì thì cũng ra như vậy là cái hiện tượng mà chính xác nhất đối với cái câu số 1 này đó chính là đồng hai oxit chuyển từ màu đen sang màu đỏ. Chọn đáp án A trong câu hỏi số 1. Chuyển sang câu hỏi số 2. Có hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ metin amin vào dung dịch đồng hai sunfat. Khi mà dùng metin amin, cái bài này đây là một amin đúng không? Đã được học ở trong chương về amin, amino acid, protein, peptide rồi. Nó sẽ có tính chất tương tự như là ammoniac, được chưa? Vậy thì khi cho vào đồng hai sunfat thì trước tiên nó sẽ tạo ra đồng hai hydroxit là cái tủa màu xanh đúng không ạ? Sau đó thì cái kết tủa này lại có thể tạo phức với lại cái thằng amin này. Vì vậy là ban đầu tạo ra kết tủa, sau đó kết tủa sẽ bị tan ra. Và cái phương trình phản ứng xảy ra như sau. Metilamin là CH3NH2. Trong dung dịch nó kết hợp với lại đồng hai sunfat để tạo ra sản phẩm là đồng hai hydroxit. Đây là chất rắn này, màu xanh này, màu xanh lam ấy, và đồng thời tạo ra CH3NH3 hai lần SO4. Ở đây cân bằng cho 2 vào nước và 2 vào CH3NH2. Sau đó thì cái lần COOH 2 lần sẽ bị tan ra. COOH 2 lần sẽ kết hợp với 4 phân tử CH3NH2 để tạo ra phức chất là COCH3NH2 tất cả 4 lần, OH 2 lần. Vậy là hiện tượng ở đây là ban đầu tạo ra kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa sẽ phải tan dần. Chúng ta sẽ cùng phân tích các cái đáp án. Đáp án A không có hiện tượng gì là sai rồi, được chưa? B là xuất hiện kết tủa màu xanh lam đúng như chưa đầy đủ đúng không ạ? C là xuất hiện kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan ra. Và đáp án D là xuất hiện kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa hóa nâu trong không khí. Thì ở đây rõ ràng là đáp án cần chọn ở đây phải là đáp án C. Không hề có cái gì hóa nâu ở đây cả đúng không? Đáp án C cho câu hỏi số 2 và 3. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 3. Nếu để một thanh đồng nằm chìm một phần trong axit sulfuric loãng thì A là không xảy ra phản ứng hóa học, B là đồng sẽ bị axit sulfuric oxy hóa, C là có khí hydro xuất ra, và D là dung dịch có màu xanh lam. Ở đây chú ý này, thì bài đang nói rằng là một thanh đồng nằm chìm một phần, chìm một phần ở trong dung dịch H2SO4 loãng thôi, vậy có nghĩa là một phần còn lại nó sẽ nằm ở trên không khí đúng không? Vậy thì trên bề mặt của cái nơi tiếp xúc giữa đồng này với không khí và với dung dịch ấy, ở bề mặt đó, bề mặt dung dịch thì đó là có oxy đúng không ạ? Có oxy, vậy thì nó sẽ diễn ra cái phản ứng đó là đồng sẽ kết hợp với H2SO4 và có mặt oxy để tạo ra đồng hai sunfat, và đồng thời thì có nước đúng không ạ? Đồng thời có nước được tạo thành, có nước được tạo thành. Vậy thì có sự tạo ra của COOH4 thì chúng ta sẽ thấy được đáp án A bị loại bỏ rồi đúng không? Đáp án B, đồng bị H2SO4 oxy hóa. Ở đây không phải là H2SO4 oxy hóa mà trực tiếp ở đây sẽ là oxy hóa thì đúng hơn. Vậy đáp án B cũng sẽ không hợp lý. C là có khí hydro thoát ra cũng sai rồi, đây không hề có hydro thoát ra. Và đáp án D là dung dịch sẽ có màu xanh lam thì đúng, vì là có sự tạo thành của COOH4 ở trên cái bề mặt đó. Vậy đáp án cần chọn trong câu số 3 này đó chính là đáp án D. Câu số 4 này. Chọn câu đúng. Đồng bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội. Khi học về phân tích về lý thuyết ấy, cô có nhấn mạnh rồi, đồng khác với kim loại nhôm, sắt và chrome, đó là nó không bị thụ động ở trong HNO3 đặc nguội hoặc là H2SO4 đặc nguội. Bởi vì cái đáp án này đang không chính xác. B. Đồng tác dụng với HNO3 đặc nóng tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Với HNO3 đặc ấy, thì sản phẩm khử thông thường nó sẽ là NO2 luôn, có nghĩa là sản phẩm khử ở đây sẽ là khí có màu nâu luôn. Chúng ta sẽ phân tích các đáp án dưới xem là ở đây đáp án nào sẽ là đáp án hợp lý. C. Để thanh đồng lâu ngày ngoài không khí thì thanh đồng bị oxy hóa đen do hợp chất COO được tạo ra, được tạo trên bề mặt. Vậy rõ ràng là cái này thì hoàn toàn chính xác đúng không em?
Tại vì là đồng để ngoài không khí thì nó sẽ phản ứng với lại oxy để tạo ra đồng hai oxit. Thì đồng hai oxit là chất rắn có màu đen và nó chỉ xảy ra ở trên bề mặt của cái đồng thôi, tại vì là bề mặt đó là cái nơi tiếp xúc giữa đồng với lại oxy. Thế vậy ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây, đó chính là đáp án C trong câu hỏi số 4. Đáp án đây là cả A, B, C đều sai, không hợp lý đúng không? C đã là đang đúng mà, đúng không ạ? Vậy là cái thằng B cũng là đáp án sai này. Này sai cũng vừa phân tích rồi đúng không? Vậy từ đó chọn đáp án đúng trong câu số 4 này chính là đáp án C. Chuyển sang câu hỏi số 5. Tổng hệ số cân bằng tối giản của phương trình hóa học khi cho đồng tác dụng với H2O3 đặc là. Như cô đã phân tích ở câu số 4 ấy, khi mà chúng ta sử dụng H2O3 đặc thì sản phẩm khử thông thường hay là phổ biến đây chính là NO2, là khi có màu nâu. Vì vậy quy trình không xảy ra ở đây sẽ là siêu tác dụng với HNO3 đặc để tạo ra đồng 2 nitrat CuNO3 hai lần và NO2 ra từ có nước được tạo thành. Vậy trong quy trình học này đồng đang từ 0 tạo ra đồng dương 2, như vậy là tăng 2. Nitơ chúng ta đang từ dương 5 giảm xuống còn nitơ dương 4, như vậy nó giảm 1. Giảm 1 vậy cô phải đưa 2 lên hệ số của thằng NO2. Thì khi đó số nitơ ở bên phải sẽ là 2 cộng 2 bằng 4. Vậy là có 4 vào HNO3 và thêm 2 vào nước. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra đến nguyên tử nguyên tố oxy. Cô có là 2 cộng 14 là 6 này. 6 cộng 6 12 và chỗ này là 4 × 3. 4 × 3 cũng bằng 12. Như vậy là số nguyên tử của mỗi một nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Vậy bây giờ quay trở lại câu hỏi của đề bài. Chúng ta đang được yêu cầu đó là tính tổng hệ số tối giản của các cái chất có mặt trong phương trình này. Vậy là cô lấy 1 cộng 4 là 5 này, 5 cộng 1 là 6, 6 cộng 2 là 8, 8 cộng 2 bằng 10. Từ đó tôi chọn đáp án đúng chính là đáp án B trong câu hỏi số 5. Câu hỏi số 6. Phương trình hóa học nào sai? A. COOH 2 lần tác dụng với 2NaOH đặc để tạo ra Na2CO2 và 2 nước. Phản ứng này đúng khi chúng ta sử dụng là NaOH đặc, còn nếu như sử dụng NaOH loãng thì không phản xảy ra. Vậy đó là chính xác này. B. Na2S tác dụng với CuCl2 tạo ra NaCl và CuS. Cái này cũng hoàn toàn chính xác vì là CuS là cái tủa. Thế là CuS này nó là cái tủa và nó không tan trong nước, đồng thời cũng không tan trong cả axit loãng thông thường. C. Đồng đẩy bạc ra khỏi muối thì cái này hoàn toàn chính xác, cô đã cung cấp ở phần lý thuyết rồi đúng không? Đáp án D. COS tác dụng với với HCl để tạo ra CuCl2 và H2S. Cái này đang có vấn đề tại vì là cái COS nó bền trong cả môi trường axit, cụ thể đây là axit chloric. Vậy vấn đề không xảy ra, được chưa ạ? Vậy thì đáp án cần chọn trong câu số 6 này đó chính là đáp án D. Chuyển sang câu số 7. Cho 4 ion Al3 cộng, đồng 2 cộng, kẽm 2 cộng và platin 2 cộng. Chọn ion có tính oxy hóa mạnh hơn trì 2 cộng. Tiếp này, chúng ta lại phải bám sát vào cái dãy điện hóa của kim loại đúng không em? Ở đây chúng ta thấy là Al3 cộng này có các cặp oxy hóa thử này. Al3 cộng trên Al thì đứng trước cặp nào ạ? Đứng trước cặp kẽm 2 cộng trên kẽm. Áo giáp sắt mặc nên sang phố hỏi. Vậy là đến cặp PB2 cộng trên PB. Cửa hàng á phiêu, vậy là đến Cu2 cộng trên Cu, sau đó mới đến cặp platin 2 cộng trên platin. Và trong cái dãy điện hóa của kim loại thì chúng ta thấy tính oxy hóa của các cation kim loại thì tăng dần. Được chưa? Tính oxy hóa các cation kim loại tăng dần. Đây đề bài đang hỏi là các ion có tính oxy hóa mạnh hơn trì 2 cộng. Mạnh hơn trì 2 cộng nghĩa là nó phải đứng sau trì 2 cộng cơ. Vậy là chúng ta sẽ chỉ có đồng 2 cộng và platin 2 cộng thôi. Vậy đồng 2 cộng và platin 2 cộng, ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây, đó chính là đáp án C trong câu hỏi số 7. Tiếp theo thì cô và các em sẽ chuyển sang câu hỏi số 8. Cho hỗn hợp gồm có sắt từ oxit và đồng vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y. Rồi, chất rắn Y. Như vậy, trong dung dịch X sẽ có chứa những cái chất nào? Tại vì trong câu hỏi này các em sẽ thấy này, khi chúng ta dùng một lượng dư dung dịch axit chloric
thì toàn bộ E3 và 4 tàn hết luôn. Tàn lại hết. Tàn lại hết và nó sẽ tạo thành sản phẩm đó chính là FeCl2 và FeCl3. Được chưa? FeCl2 và FeCl3. Vậy thì cái thằng đồng ấy, đồng ở đây này, nó sẽ tan trong cái thằng FeCl3. Nhưng đến cùng thì ta lại thấy vẫn còn chất rắn Y. Thì cái thằng chất rắn Y này chính là đồng dương. Vậy thì để đồng dương thì trong dịch nó sẽ không còn thằng FeCl3 này nữa, mà toàn bộ FeCl3 sẽ chuyển hết thành FeCl2. Như vậy các cái thành phần có mặt trong X sẽ là HCl dương trước tiên này. Được chưa ạ? FeCl2 và có thêm cả COCl2 nữa. Từ đó thì trả lời đáp án đúng ở đây, đó chính là đáp án nào đây ạ? Nó là đáp án D trong câu hỏi số 8. Chuyển sang câu hỏi số 9. Đây là đề được trích trong đề thi đại đề thi tuyển sinh cao đẳng khối B năm 2007. Để khử ion sắt 3 cộng trong dung dịch thành ion sắt 2 cộng thì có thể dùng một lượng dư. A là kim loại bạc, B là kim loại đồng, C là kim loại magie và đáp án D là kim loại bari. Vậy là ở đây chúng ta xuất phát từ cái ion sắt 3 cộng. Nhưng ta muốn dừng lại ở cái ion sắt 2 cộng thôi. Vậy thì chúng ta phải sử dụng một cái kim loại nào đó mà nó đứng đâu ạ? Nó đứng sau cặp sắt 2 cộng trên sắt nhưng phải đứng trước cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Thế cặp đó thỏa mãn đây chỉ có thể là kim loại đồng mà thôi. Vì sao lại phải là kim loại đồng? Vì nếu như chúng ta dùng dư kim loại đồng ấy thì toàn bộ sắt 3 cộng chỉ được đẩy đến sắt 2 cộng thôi. Còn bạc thì không hề tác dụng với sắt 3 cộng rồi. Còn nếu dùng magie hoặc dùng bari thì sao ạ? Bari cho vào thì nó sẽ tạo ra LLH 3 lần chứ không phải là bị khử các ion. Hoặc là dùng magie thì magie dư nó sẽ đẩy nước đầu tiên là tạo từ sắt 3 cộng về sắt 2 cộng này. Sau đó magie dư thì nó sẽ đẩy sắt 2 cộng về kim loại sắt. Như vậy là đáp án cần chọn trong câu số 9 này đó chính là đáp án B. Câu số 10. Hỗn hợp chất rắn X gồm nhôm, sắt 3 oxit và đồng có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch. A là natri hydroxit dư, B là axit clorhydric dư, C là bạc nitrat dư và đáp án D là ammoniac dư. Vậy ở đây với cái số mol bằng nhau có nghĩa là cô đang có là số mol nhôm bằng số mol Fe2O3 và bằng số mol của đồng. Đúng không ạ? Vậy thì nếu như chúng ta dùng NaOH, nếu dùng NaOH thì sẽ chỉ có cái thằng nhôm tăng thôi. Vậy thì Fe2O3 và đồng không hề tăng. Được chưa? Còn khi các em dùng HCl thì sao ạ? Chúng ta dùng HCl thì hai cái thằng đầu này sẽ tan. Sau đó thì Fe2O3 tan để tạo ra FeCl3. Và cái thằng FeCl3 này sẽ tác dụng với đồng. Theo phương trình đó là đồng sẽ phản ứng với FeCl3 để tạo ra COCl2 và FeCl2 theo tỷ lệ là 2 vào đồng và 2 vào sắt 3 cloro. Vậy tỷ lệ này đúng là sao ạ? X là số mol của cái thằng đồng này thì cái số mol sắt 3 cộng ở đây cũng là X. Như vậy là đồng cũng sẽ tan hoàn toàn. Vậy từ đó chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây, đó chính là đáp án B. Còn nếu dùng bạc nitrat thì sao ạ? Nếu dùng bạc nitrat thì rõ ràng là cái thằng Fe2O3 lại không tác dụng. Còn dùng ammoniac thì không có cái kim loại nào bị hòa không có kim loại nào bị hòa tan đúng không? Từ đó chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B trong câu hỏi số 10. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 11. Lắc mờ găng bột sắt với dung dịch A gồm bạc nitrat và đồng 2 nitrat khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn B và dung dịch C. Cho C tác dụng với NaOH dư thu được 2 hydroxit kim loại. Vậy 2 hydroxit đó là ở đây thì cô sẽ viết ra các cái cặp oxy hóa khử xuất hiện trong bài toán. Cặp thứ nhất cô có là sắt 2 cộng trên sắt. Sau đó đến đồng 2 cộng trên đồng. Và sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Và cuối cùng là Ag cộng trên Ag. Vậy thì khi mà các em cho sắt vào trong dung dịch chứa đồng thời bạc cộng và đồng 2 cộng ấy, cái thằng bạc cộng nó có tính oxy hóa mạnh hơn, vậy nó sẽ tác dụng với sắt trước. Vậy là sắt sẽ tác dụng với bạc cộng để tạo ra sắt 2 cộng và bạc. Được chưa? Sắt 2 cộng và bạc. Và sau phản ứng chúng ta thấy là thu được chất rắn B. Và dung dịch C. Sau đó dung dịch C tác dụng với NaOH dư để thu được 2 hydroxit của kim loại. Được chưa? Thu được 2 hydroxit kim loại. Hai chiếc này có thể là
của những cái thằng nào ạ? Chúng ta cùng phân tích này. Chúng ta có, nếu như trong dung dịch C của chúng ta mà có dư Argo cộng thì nó sẽ chuyển thành AgOH, sau đó AgOH không bền, ngay lập tức nó bị phân hủy được ra Ag2O. Vậy thì đáp án A sẽ loại ngay đã. Được chưa ạ? Có hai giả thuyết xảy ra. Giả thuyết thứ nhất là cái sắt có dư. Được chưa? Nếu như sắt có dư sau cái phương trình là Ag cộng tạo ra Ag. Được chưa? Thì sắt nó sẽ phản ứng với lại đồng 2 cộng. Khi phản ứng với đồng 2 cộng thì nếu như mà cái thằng đồng 2 cộng này dư thì sắt sẽ hết thì dung dịch chúng ta sẽ gồm có đồng 2 cộng và sắt 2 cộng. Được chưa? Khi dung dịch C chứa đồng 2 cộng và sắt 2 cộng thì hai oxit của kim loại ở đây sẽ là CuOH 2 lần và FeOH 2 lần. Nhưng có một cái giả thuyết khác xảy ra, đó là ngay trong cái phản ứng đầu tiên này, sắt phản ứng với bạc cộng để tạo ra sắt 2 cộng và bạc. Trong phản ứng này thì thằng sắt đã hết rồi. Được chưa? Khi mà sắt đã hết rồi thì bạc cộng bị dư, thì bạc cộng dư nó sẽ phản ứng tiếp với sắt 2 cộng để tạo ra sắt 3 cộng và tạo thành bạc tiếp. Như vậy là sắt 2 cộng bị chuyển một phần thành sắt 3 cộng và Cu 2 cộng chưa phản ứng. Như vậy trong trường hợp này thì dung dịch C lại đang chứa sắt 3 cộng và đồng 2 cộng, thì hydroxit tương ứng sẽ là FeOH 3 lần và đồng 2 hydroxit. Thì khi đó nó có thể là đáp án B hoặc là đáp án C. Vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án D. Câu số 12. Khi điện phân hỗn hợp và dung dịch gồm có natri clorua và đồng 2 sunfat, nếu dung dịch sau khi điện phân hòa tan được Al2O3 thường xảy ra trong trường hợp nào sau đây? Đó, có nghĩa là khi mà điện phân gồm có NaCl và CuSO4 và cái dung dịch sau phản ứng ấy có thể hòa tan được Al2O3 thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp nào ở trong các trường hợp ABCD phía dưới? Thế nên tôi thấy là tại cathode, vấn đề đây này, tại cathode nó sẽ chứa natri cộng, Cu2 cộng và nước. Và nước. Vậy thì thứ tự điện phân sẽ là gì ạ? Natri cộng không bị điện phân thì đồng 2 cộng tham gia vào quá trình điện phân để nhận 2E để tạo ra kim loại đồng. Sau đó sẽ xảy ra quá trình điện phân của thằng nước, đúng không? Nước sẽ nhận 2E, hai nước nhận 2E tạo ra 2OH trừ và khí hydro. Nó tạo ra môi trường OH trừ hòa tan được Al2O3. Tuy nhiên một trường hợp khác đó là tại anode. Anode đây chúng ta đang chứa Cl trừ và chứa Fe42 trừ. Hóa ra có nước. Thì cái thằng Fe42 trừ là gốc axit chứa oxy, vì vậy nó sẽ không tham gia vào quá trình điện phân. Vậy ở đây sẽ xảy ra quá trình là 2Cl trừ tạo ra Cl2 nhường đi 2E. Sau đó đến lượt điện phân của nước. Điện phân của nước thì nước sẽ tạo ra 4H cộng, cộng với oxy và cộng với 4E. Trong trường hợp này nó sẽ tạo ra môi trường axit, và môi trường axit nó cũng hòa tan được Al2O3, tại vì là Al2O3 là oxit lưỡng tính, tan được trong cả môi trường kiềm và môi trường axit. Được chưa? Như vậy cả hai trường hợp này đều có thể xảy ra. Vậy thì chúng ta sẽ phải cùng phân tích vào các cái đáp án. Để cho trường hợp thứ nhất xảy ra, để trường hợp thứ nhất này xảy ra thì sao ạ? Trường hợp thứ nhất này xảy ra khi mà số E từ cái quá trình Cl trừ nhường 2E lớn hơn so với quá trình Cu2 cộng nhận 2E. Có nghĩa là natri clorua đang dư. Còn cái trường hợp 2 xảy ra quá trình điện phân của nước tại anode thì nó sẽ xảy ra khi mà số E nhường ở đây đang nhỏ hơn số E đang nhỏ hơn số E nhận từ đồng 2 cộng. Vậy thì trường hợp đó xảy ra khi mà làm sao ạ? Đồng 2 sunfat bị dư. Như vậy, cái trường hợp có thể ra đây chính là đáp án B, natri clorua dư hoặc là đồng 2 sunfat dư. Từ đó thì cô sẽ chọn đáp án đúng ở đây, đó chính là đáp án B trong câu hỏi số 12 của chúng ta. Tiếp theo thì cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần 2 nhỏ, đi làm một số bài tập tính toán có liên quan tới đồng và hợp chất của đồng. Câu hỏi số 1 của cô như sau. Hỗn hợp X gồm có sắt 2 nitrat, đồng 2 nitrat và bạc nitrat. Thành phần phần trăm theo khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại từ 14,16 gam X? Trong câu hỏi này chúng ta sẽ thấy là nếu như chúng ta nhìn ra được cái điểm đặc biệt, chúng ta sẽ làm rất nhanh thôi. Còn khi mà không nhìn ra điểm đặc biệt này, chúng ta sẽ thấy là ta loay hoay vào rất mất rất là nhiều thời gian.
Ở đây cô có các cái muối này là FNO32 lần, CuNO32 lần và AgNO3. Vậy nó đều có thành phần gồm có kim loại với lại gốc axit đúng không ạ? Các chung kim loại gốc axit đúng hơn. Vậy từ cái phần này để tính ra được khối lượng kim loại tối đa có thể điều chế, chúng ta sẽ lấy cái khối lượng của muối này trừ đi khối lượng của gốc NO3 trừ là xong đúng không? Vậy nhận xét một chút này, ở đây thì chúng ta đang có cái gì ạ? Nó có phần trăm cho khối lượng của nitơ bằng 11,864%. Từ đó các em sẽ tính ra được cái số tính được khối lượng của nitơ. Và khi có khối lượng nitơ, chúng ta sẽ tính được số mol nitơ đúng không? Sau khi có số mol nitơ rồi, chúng ta sẽ có là số mol của nitơ ấy nó sẽ đúng bằng số mol của gốc NO3 trừ đúng không ạ? Từ đó các em lấy cái khối lượng muối trừ đi khối lượng gốc NO3 trừ thì sẽ ra được khối lượng của kim loại có thể được điều chế. Vậy đây cô có M của nitơ bằng 11,864 chia cho 100 và nhân với 14,16. Như vậy ra được giá trị này. 11,864 chia cho 100 và nhân với 14,16. Vậy là bằng bao nhiêu đây ạ? 1,68 gram. Sau đó thì lại tính được số mol của nitơ sẽ bằng 1,68 và chia cho 14, vậy bằng 0,12 mol. Nhưng mà chúng ta lại có là số mol của NO3 trừ ấy, nó chính là số mol của nitơ, như vậy chính là bằng 0,12. Và từ đây xác định được khối lượng của kim loại sẽ bằng 14,16 trừ đi 62 nhân với 0,12. Vậy là ra được giá trị đúng không ạ? 14,16 trừ đi 0,12 nhân với 62. Vậy là bằng 6,72 gram. Từ đó chọn đáp án đúng ở đây, đó chính là đáp án D trong câu hỏi số 1 chúng ta. Tiếp tục thì cô và các em sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Hỗn hợp X gồm đồng và sắt có tỷ lệ khối lượng tương ứng là 7:3. Lấy M gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng thì còn lại 0,7 M gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2 duy nhất. Giá trị của M là... Vậy trong câu hỏi này chúng ta sẽ khai thác từ yếu tố đó là cái tỷ lệ về khối lượng tương ứng là 7:3. Có nghĩa là trong M gam hỗn hợp này thì sẽ có 0,7 M là khối lượng của đồng và 0,3 M là khối lượng của sắt. Vậy cô có M của sắt thì bằng 0,3 M gam. Còn khối lượng của đồng thì bằng 0,7 M gam. Thế mà sau phản ứng ý, chúng ta lại đang có là cái khối lượng chất rắn còn lại là 0,75 M. Vậy thì so sánh cái 0,75 M này với lại 0,7 chúng ta sẽ thấy trước khi so sánh ta có là sắt với đồng thì rõ ràng sắt là kim loại hoạt động mạnh hơn, nó có tính khử mạnh hơn so với đồng đúng không? Vậy thì sắt phải phản ứng trước, nó phản ứng hết thì mới đến lượt thắng đồng, được chưa? Vậy chúng ta lại có là 0,75 M nó đang lớn hơn 0,7 M. Vậy chứng tỏ là sắt của chúng ta còn dư. Vậy suy ra là sắt còn dư. Rồi sắt dư mà chúng ta có các cái cặp oxy hóa khử ở đây xuất hiện đối với các cái kim loại ấy, đó là sắt 2 cộng trên sắt, nó đứng trước cặp đồng 2 cộng trên đồng và đến cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Tiếp tục là gì ạ? Ở 3 cặp này thôi đúng không? Kim loại sắt đang dư, vậy thì chứng tỏ là ở đây có sắt 3 cộng ở trong dung dịch không ạ? Rõ ràng là sắt đang dư thì không thể tồn tại sắt 3 cộng được. Vì nếu như có thì sắt sẽ đẩy sắt 3 về sắt 2. Vậy thì cô sẽ có được đó là sắt ở trong phản ứng này chỉ là sắt 2 cộng thôi, có trong dung dịch sau phản ứng, chứ nó không hề tạo ra sắt 3 cộng. Sau đó thì cô sẽ có được đó là cái muối tạo ra chính là vậy thì muối ở đây sẽ là FeNO3 tất cả 2 lần đúng không ạ? Cũng chưa hề có một quá trình hòa tan của thằng đồng. Muối như vậy chúng ta sẽ có là cái số mol của HNO3 tổng lên bằng 0,7.
Nó sẽ đi vào hai nhiệm vụ, một là đi vào tạo cái anion NO3 trừ ở trong muối, và cái thứ hai nó sẽ tạo ra hỗn hợp khí y gồm NO và NO2. Thế cái NO và NO2 nó có chung một cái đặc điểm, đó là cái chỉ số của nitơ ở đây đều là bằng 1. Như vậy là số mol của nitơ dương 5 tạo ra NO với NO2 chính là bằng số mol của hỗn hợp y. Vậy là bảo toàn nitơ dương 5 ấy, thì chúng ta sẽ có bảo toàn nitơ nhá, chúng ta sẽ có là số mol của HNO3 sẽ bằng 2 lần số mol của FeNO3, 2 lần này, và cộng với số mol của NO, cộng tiếp với số mol của NO2. Nhưng mà hai thằng này thì nó lại đang bằng bao nhiêu đấy ạ? À, hai thằng này đang bằng 0,25. Thằng này thì đang bằng 0,7. Vậy từ đó cô sẽ tính được giá trị này, sẽ bằng 0,7 trừ đi 0,25 và chia cho 2. Cô lấy 0,7 trừ đi 0,25 chia cho 2. Như vậy tính ra giá trị này sẽ bằng 0,225. Được chưa? Giá trị này cô vừa tính ra nhé các em nhé. Sau đó này, cái phần này cô sẽ suy ra được cái gì ạ? Từ đây cô sẽ tính ra được, đó là số mol của sắt phản ứng. Số mol sắt phản ứng nó chính là bằng tổng chúng ta có 0,3 em nói hay khác là ban đầu có m gam hỗn hợp kim loại, nhưng sau phản ứng nó còn dư là 0,75 m. Vậy thì cái lượng sắt phản ứng sẽ là 0,25 m. Vậy là bằng 0,25 m chia cho 56, nó sẽ bằng 0,225. Vậy từ đó chúng ta sẽ tính ra cái giá trị của m, nó sẽ bằng 0,225 nhân 56 và chia cho 0,25. Và ra được giá trị bằng 50,4 gam. Với giá trị bằng 50,4 gam, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây. Đó chính là đáp án B trong câu hỏi số 2 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. Đây là đề được trích trong đề thi tuyển sinh đại học khối A năm 2008. Cho 3,2 gam bột đồng tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm axit nitric 0,8m và axit sulfuric 0,2m. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra về lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Đề bài đang yêu cầu các em là tính giá trị của V. Vậy thì trong câu hỏi đây là một cái dạng bài tập khá là điển hình đối với kim loại đồng. Chúng ta có được đó là đồng có thể tác dụng với H cộng và trong môi trường có NO3 trừ để tạo ra đồng 2 cộng. NO3 thì trở thành NO và có nước được tạo thành. Nhưng trước khi đi vào cái phương trình đó thì chúng ta sẽ phải tiến hành một cái quá trình, đó chính là tính ra số mol của đồng này, số mol của H cộng và số mol của NO3 trừ. Ở đây cô có số mol của đồng bằng 3,2 chia cho 64, đúng không? Nó bằng 0,05. Cái thứ hai, cô có số mol của HNO3 thì đang bằng 0,08. Và số mol của H2SO4 lại đang bằng bao nhiêu đấy ạ? 0,1 x 0,2 là 0,02. Vậy là từ đây chúng ta sẽ tính ra được số mol của H cộng sẽ bằng số mol HNO3 cộng với 2 lần số mol H2SO4, như vậy bằng 0,08 cộng với 0,04 thì bằng 0,12 mol. Tiếp tục, số mol của NO3 trừ thì bằng số mol của HNO3, đúng không? Vậy là bằng 0,08 mol. Cái phương trình này, phương trình hóa học xảy ra ở đây, cô sẽ viết phương trình dạng ion. Đó là đồng này kết hợp với H cộng và NO3 trừ để tạo ra đồng 2 cộng cộng với NO và nước. Cân bằng phương trình đã. Đồng đấy từ 0 tạo ra đồng dương 2, 0 tạo ra đồng dương 2 vậy tăng 2. Nitơ đây là nitơ dương 5, về nitơ dương 2 vậy giảm 3. Vậy là cô phải đưa 2 vào NO và 3 vào đồng để số E cho bằng số E nhận. Được chưa ạ? Sau khi thêm như vậy thì cô thấy như sau này. Số lượng oxy ở đâu ạ? Ở bên trái của cô là 3 x 2 là 6. 6 tuy nhiên đây, ở bên phải thì đang hướng nào ạ? Ở bên phải thì cô đang thấy là có 2 ở NO thôi. Vậy 6 trừ đi 2 thì phải còn 4 ở trong nước. Vậy 4 ở trong nước thì 4 x 2 là 8, vậy là chúng ta sẽ phải có 8 vào H cộng. Sau đó sẽ cân bằng về mặt điện tích, kiểm tra về mặt điện tích có là đây 8 cộng và chỗ này có 2 trừ và lại là 6 cộng. Và chỗ này là 3 x 2 là 6 cộng, vậy là điện tích ở cả hai bên đang bằng nhau.
Sau đó chúng ta sẽ phải đi xác định theo cái phương pháp là sử dụng bài toán dư thừa ấy. Lập cho cô cái tỷ lệ giữa số mol đồng chia cho 3, số mol axit H cộng chia cho 8, số mol N3 trừ chia cho 2. Thì khi đó cô có đây 0,05 chia cho 3 thì bằng bao nhiêu ạ? Nó sẽ bằng 0,0167. Nào, lấy ở đây nhá, cô có này, ta có số mol của đồng chia cho 3 thì bằng 0,0167. Cái thứ hai là số mol của H cộng chia cho 8 thì bằng 0,12 chia cho 8, đó bằng 0,015. Và số mol của NO3 trừ chia cho 2 thì bằng 0,04. Bài toán sẽ tính theo cái giá trị nhỏ nhất ở đây. Vậy đây không phải 0,15 nhỏ nhất đúng không ạ? Vậy là bài toán sẽ tính theo H cộng. Chúng ta sẽ điền số mol H cộng lên phương trình. Vậy số mol H cộng đây bằng 0,12. Và chúng ta tính NO theo H cộng. Vậy 0,12 nhân 2 chia cho 8 thì cô ra được đúng không ạ? Cô lấy 0,12 nhân 2 và chia cho 8. Vậy là bằng 0,03. Với 0,03 chúng ta sẽ tính ra được cái thể tích. Ở V sẽ bằng 0,03 nhân với 22,4, như vậy sẽ bằng 0,672 lít. Với giá trị là 0,672 lít, chúng ta sẽ chọn là đáp án đúng ở đây. Đó chính là đáp án D trong câu hỏi số 3. Và câu hỏi số 3 này cũng là câu hỏi kết thúc cho video bài giảng ngày hôm nay của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.